Cái giờ đâu? Không có thằng dò là không làm ăn được gì. Bữa cào luôn. Thế giờ vô chứ không thua. Thế anh dò vô đi. Thế anh dò vô đi. Để anh dò vô đây mấy ông sống đi. Cắt mấy cái rồi cơ. Cắt dữ vậy.
Thank you.